cùng điểm qua 5 sự kiện đặc biệt kỳ lạ màu nhiệm xuất hiện trên đỉnh núi Trà Sư. 1. Vào ngày 25 tháng 7 1991, tảng đá lăn vào trong miễu bà chúa xứ làm vai tượng bà chúa ra bên ngoài. 2. Đó là bàn chân tiên in sâu vào trên đá trên đỉnh núi Trà Sư. 3. Bộ da chân khổng lồ. 4. Nơi Đức Thầy trở về đây trị bệnh. 5. Là nơi ông Đạo Sơm ở đây tu hành chuyên trị bệnh tà ma. Hôm nay xin kính mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng với em trở về trên núi Trà Sư để chúng ta đi tham quan và tìm hiểu những câu chuyện kỳ lạ màu nhiệm xuất hiện trên đỉnh núi Trà Sư này. Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Vâng, hôm nay xin mời tất cả quý vị cùng với em trở về khu vực Nhà Bàn cũng như thuộc huyện Tịnh Biên, An Giang. Chúng ta sẽ đi tham quan một ngọn núi cực kỳ nổi tiếng, đó là núi Trà Sư. Và thưa quý vị, núi Trà Sư gắn liền với những câu chuyện đó là ông Đạo Sơm là một vị đạo sĩ nổi tiếng trị về bệnh tà ma, cũng như Đức Thầy có trở về đây trị bệnh. Và hôm nay muốn chia sẻ đến cô chú anh chị mình đó là câu chuyện là có một cái tảng đá lăn quý vị, mà tảng đá lăn này đặc biệt là lăn vào trong miếu của bà chúa xứ, và nghe nói tượng bà đã dâng ra ngoài luôn. Hôm nay em sẽ đến đó để quay cận cảnh cho cô chú anh chị của mình xem. Chúng ta chạy một tí nữa là tới ngã ba, là một đường quẹo trái chúng ta đi về núi Cấm, còn bên tay phải mình đi về Tịnh Biên ha. Còn hướng đi ngược lại là chúng ta sẽ đi về Châu Đốc, chùa Bà. Thì về đây thì anh xin kính mời cô chú anh chị cùng với em đi lên núi Trà Sư nha. Đây là ngã ba, bên tay trái cô chú anh chị đó là chợ Nhà Bàn ha, được về núi Cấm, một đường đi về Tịnh Biên. Đây bên đây nè quý vị, đây là chợ Nhà Bàn. Ở đây lên Tịnh Biên chắc cũng khoảng 7-8 cây nữa. Đây đường này là chúng ta sẽ chạy xe đi lên trên núi Trà Sư nha. Để lên núi Trà Sư thì có hai đường, một đường chúng ta chạy xe gần tới những nơi quán chúng ta lội bộ lên một tí, còn đường thì chúng ta đi bộ lên. Đường này là đường để chạy xe nè cô chú chị, đi ngang một ngôi chùa. Đây, tới đường lên núi nè. Đây chúng ta lên mấy cái dốc á, dốc cũng cao lắm. Đường này đường chạy xe nha, còn đường bên kia là chúng ta đi bộ. Thưa cô chú anh chị, thì hiện tại em đã đến trên cái đoạn đường đậu xe quý vị. Tại vì cái đoạn đường này dành cho xe ha. Tới đây thì chúng ta sẽ gửi xe và mình sẽ lội bộ lên đó. Ở đây nó có một hướng là chúng ta sẽ đi qua bên khu vực đá lăn ha. Và để chú hỏi thăm bà con mình coi cục đá đó giờ nó còn không. Thì nói lăn là nó nằm trong miếu của bà chúa xứ luôn á. Còn một cái hướng thì chúng ta sẽ đi lên điện Quỳnh Long, mà nơi ông Đạo Sơm khi xưa ông ở đây tu luyện và trị bệnh tà ma, cũng như nơi Đức Thầy đã từng đến đây trị bệnh và có thời gian ngày ở trên này nghe chú bác chia sẻ lại gọi là ngồi thiền định quý vị, cũng khoảng một tháng gì á. Rồi để biết câu chuyện thực thế nào thì em xin kính mời tất cả quý vị cùng với em chúng ta sẽ đi lên núi Trà Sư khám phá ha. Và mình sẽ đi tìm hiểu những cái câu chuyện đặc biệt liên quan về đá lăn cũng như Đức Thầy và ông Đạo Sơn. Cho nên đây chúng ta gửi xe mình sẽ lội bộ lên cái đường này, nãy em chạy xe lên nè cô chú anh chị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. 2. Dạ
Ủa con nghe nói trên này có cái chỗ mà đá lăn là đi hướng nào qua bà hai? Này con. Gì đá lăn đây. Con nhìn à, là bên này. Là bây giờ người ta còn thờ luôn hả? Còn hết con đông lắm. Dạ. Yeah. Con đây thầy nè. Đây là lên điện Quỳnh Long. Ừ. Ủa đá lăn là nghe nói chắc cũng lâu hả bà hai? Lâu lắm rồi con. 91 bây giờ lên con. À 91. Những thằng lâu lắm. Nghe nói là lăn vô cái miễu bà luôn hả? Ừ, ngã luôn bà cha. Bà ra ngoài luôn. Và bây giờ là người ta xây miếu người ta thờ. Cũng như không phải xây miếu nhưng mà cái miếu đó dạ là còn y nguyên. Dạ. Chỉ là bể phía sau vậy thôi. À. Chứ còn đấy, còn trọn vẹn luôn ha. Cục đá chắc bự không bà? Bự lắm. Dạ, bự như cái đá này. Dạ. Này à vậy anh đi cái hướng này qua ha. Đó chú, đó con. Là cái lăng đây cách mấy chục năm rồi, là cái lúc đó là cái miễu thờ tượng bà. Ừ. Rồi tượng bà là ra ngoài luôn. Ừ. Ồ, ông đá bà ra đó. Ông đá bà ra. Dạ. Thưa cô chú anh chị thì trên đường đi lên núi thì Hồng Định hỏi thăm bà con mình với bà ở đây chia sẻ là cái đường này qua bên chỗ đá lăng. Dạ. Còn đây là chúng ta đi lên chỗ Đức Thầy, chỗ ông Đậu Sơm đó ha. À đúng rồi. Dạ. Cảm ơn mấy bà nha, chúc mấy bà nhiều sức khỏe. Mình dạ liên mình. Đây. Đó con nhìn thấy cái nhà đó đó. Dạ. Cái nhà thiết đó. Dạ dạ. Để con đi đây à. Đi đường này qua ha. Rồi. Dạ. Đây thì cô chú anh chị mình chúng ta cũng đã nghe người dân cũng như hai bà cụ đã chia sẻ ha, là câu chuyện có thật hoàn toàn nghe quý vị. Và nghe nói là hiện tại ở trên đó người ta có miễu thờ bà khi xưa, và khi mà cục đá lăn vào trong thì người ta cũng còn thờ tới giờ luôn quý vị. Thưa cô chú anh chị, núi Trà Sư là một ngọn núi nổi tiếng ở tỉnh An Giang, cũng như khi xưa ông Đậu Sơm ông đã trở về đây tu luyện và chuyên trị những cái căn bệnh tà ma. Đặc biệt là ông có những bảo bối gọi là cái cây, một cái cây kêu bằng cây để mà sơm đó vậy, nghĩa là những bệnh tà ma đó đến gặp ông đó, ông lấy sơm vào mình thì tà ma cỡ nào cũng đều xuất ra hết nha. Đó. Cho nên ông rất là nổi tiếng và chuyên tu hành và giúp thế độ đời. Cũng như có lần Đức Thầy trở về trên đó trị bệnh quá thì ông Đậu Sơm ổng có gặp Đức Thầy, và một câu chuyện một tí thì qua điện Quỳnh Long thì em sẽ chia sẻ cho cô chú chị mình nghe nha. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ đi lên trên cái hiện trường cái vụ đá lăn là năm như năm 91 á cô chú anh chị. Ở đây là có một cái ngôi thờ ngày xưa, cô chú anh chị, ngôi thờ ngày xưa người ta đang xây cất sửa lại nên chắc cũng đã lâu đời. Cái đường này là chúng ta cũng đi bộ xuống dưới chân núi được luôn nè, rồi bà con mình đi bộ là đi lên cái đường này ha. Dạ. Ở đây có lẽ là những cái ngôi thờ ngày xưa đó, nó lâu ngày rồi bị xuống cấp, tường nó nứt hết trơn. Cô. Anh Phật, dạ. Em là Hồng Định phải không? Dạ, dạ anh cô. Anh Phật, có clip em hoài, là mình mặc gì em mặc có biết liền. Cô ở đâu đi cúng? À, cô với Thúc Nốt á. À. Ở đây chắc ngày xưa là ngôi chùa hả cô? Tâm Bảo công dạ. Cấp thì tu. Rồi bỏ lâu rồi nó bị tông cốc chết tới giờ là tám mấy năm rồi. Dạ, tám mấy năm. Tại vì nó mẻ trơn rồi, xuống cốc lên đây khẩn đất ở đây đi, dạ. Tu đây nè. Đó là mình ra là hồi xưa là chánh điện này đó. Cô đi được chung đoàn với mấy con này luôn à? Đúng. Dạ. Là con cháu ruột cung cốc mà. Dạ. Hôm nay lên sửa xây một sửa một. Cô con nghe nói cái chỗ đá lăn là ở đâu cô? Cục đá. Ủa tôi đâu nghe, tôi đâu biết. Đó là nơi có cục đá lăn. Là ở đâu cô? Đá lăn đó. Nó nằm ở trên kia mà chị. À. Đúng rồi. Lên trên kia chút xíu nữa. Ủa Hồng Định chưa đi hả? Lăn lâu dữ lắm. Dạ. Lâu rồi. Như là đâu năm năm 91 là ba mấy năm rồi. Rồi. Là làm tất cả được. Dạ, bây giờ là người ta còn thờ luôn hết á. Dạ dạ. Lăn vô cái chỗ đó luôn. Nghe nói lăn vô cái miếu của bà. Đúng rồi miếu bà. Dạ. Nó đây tôi giờ không có đi nhưng mà tôi coi clip tôi biết. Dạ. Ờ mấy tụi nó coi quay clip đó thì thấy. Như là ở đây hồi xưa là ngôi chùa ha. Đúng rồi. Dạ, ngôi chùa thờ Phật. Dạ. Năm non bảy núi. Này gặp mấy cô này ở dưới Thốt Nốt hả cô? Đúng rồi. Dạ đi đây cúng. Cái này là sơn sửa mộ là đám bia trong cấp ra. Dạ. Dạ cũng này dạ. Cháu. Dạ con mới ăn rồi. Cảm ơn cô. Ăn làm cháu ổn. Dạ. Dạ. Bên kia là bên điện Quỳnh Long.
Để mình lông nó lên trên đây em. Dạ dạ, cảm ơn. Đây là một ngôi chùa cổ hồi xưa cô chú. Lê Vi Cô này cũng con cháu. Rồi giờ thì Hùng Định sẽ di chuyển lên cái cục đá lăng nha, để giới thiệu hoài bà con mình cũng rất là nóng lòng muốn coi cây nó như thế nào. Mình tới ngã ba nè, có một cái tấm bảng và chú Sơn Lâm. À, Điện Quỳnh Long, Điện Quỳnh Long là chỗ nãy em đi thẳng lên đó. Đây là đi là đá lăng và tổ thiên ông hổ. Nghĩa là đi lội lên mấy cái dốc nữa là tới đó cô chú anh chị. Hiện giờ mộ của ông Đạo Sơm, ông tên là như là Lê Nhật Long là còn luôn ha. Ở đây là miếu bà chúa thượng, chúa Sơn Lâm. Dạ chú. Cái này đi lên đá lăng không chú? Dạ. Ta lội lên cái dốc này nữa là tới nè cô chú anh chị. Sáng sớm đi ta đi lên núi rất là mát luôn ha, cảnh vật rất là đẹp, thanh tịnh. Trên thì Hồng Định thấy chữ đá lăng kìa. Đá lăng vào ngày 25 tháng 7. Thì trước mặt quý vị là có một bên thờ là để thờ Sơn Thần. Còn bên đây là bên thờ Chăm Họ. Và chính giữa là đền thờ Củ Thiên. Đây của chú anh chị. Đây để cái tên là đá lăng vào ngày 25 tháng 7 năm 1991. Cũng 34 35 năm rồi. Còn cái hướng Điện Quỳnh Long là hướng bên kia. Cô chú anh chị, cục đá này thì em thấy nó cũng là hàng mấy chục tấn đó. Nghĩa là không biết ở đâu mà lăn xuống đây nha. Đây, đây người ta có để bảng là cấm ngồi nè, để đồ lên xem thần. Ở đây là cục đá này cô chú, để xin dỡ nó nguyện xin. Cục đá này thì bà con mình chia sẻ là lăn ở đây là mấy chục năm rồi, nhưng mà đặc biệt là nó chỉ lủng cái nóc trên ngôi thờ thôi, còn hai bên tường này thì nó không có lủng rồi. Mà cục đá này cấm ghim xuống đây luôn. Mình thấy cũng thấy nó một điều nó cũng rất là mầu nhiệm ha. Ngũ Công Dương Phật. Mà còn nào trở về nước trà sư thì chúng ta sẽ hỏi đường lên đá lăng, thì nơi đây người dân cũng như cô bác bán quán trên đây người ta chia sẻ để lên đây mình tham quan hết rồi. Thì những cái việc gì có thì mình sẽ quay cận cảnh chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem tường tận. Xin xếp các chức vị ở đây cho nó quay cho bà con mình xem. Ở đây là người ta đẩy cái miếng vải vàng lên ha.
Lúc trước là ngõ miếng này nhỏ, sau này người ta mới xây cách là dán gạch lên á cô chú anh chị. Lăn lở trên là nó lủng nóc lọt xuống đây luôn. Đây rất là rộng nha, cô bác mình đến đây chúng ta cúng giếng là mình nằm nghỉ ngơi thôi. Còn cái quang cảnh điều đặc biệt nơi đây có gọi là bàn chăn, khi mà bạn con mình chia sẻ là bàn chăn tiên. Bàn chăn này bước vào đá mà nó in 5 con giò rõ ràng luôn cô chú, nghĩa là gần ở trên điện Quỳnh Long á ha. Tí nữa thì em sẽ qua Quỳnh Long quay và sẽ quay cái bàn chăn đó cho quý vị mình xem. Đây là bên thờ đá lăng nha. Rồi thì cô chú anh chị chúng ta cũng đã xem tận tường cận cảnh nơi vị trí đá lăng hả vị. Chính xác vào ngày 25 tháng 7 1991, là khi xưa nơi đó là thờ tượng của bà chú sứ đó. Và đá lăng thì dân tượng bà ra ngoài luôn. Đây là sự thật ha. Ai không tin nữa thì trực tiếp đến đây coi nha cô chú anh chị ơi. Ở tại nhà bàn đi lên khoảng chừng 2 cây mấy số. Bên đây là miếu thần nông. Dạ, miếu thần nông. Miếu thờ mẹ Quan Thế Âm. Rồi giờ đây thì Hồng Định sẽ di chuyển qua bên điện Quỳnh Long nha. Một nơi hết sức là đặc biệt em muốn chia sẻ đến quý vị, đó là nơi ông Đạo Sơm ở tu hành ở vùng núi non An Giang này. Ông trị bệnh tà ma và có duyên thì đức thầy, cũng như ông có duyên đã được diện kiến đức thầy ha, trị bệnh cho đức thầy. Nhưng mà trị bệnh được hay không thì từ từ chúng ta sẽ nghe lại câu chuyện Hồng Định chia sẻ nha cô chú anh chị. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo hay gọi là Đức Thầy đó, Ngài là một vị giáo chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 ở tại làng Hòa Hảo, nay là thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Và khi mà Đức Thầy còn học tiểu học đó, lúc bấy giờ thân thể Đức Thầy bệnh truyền miên, nên chi việc học Đức Thầy đã tạm dừng lại. Và Đức Ông cũng như là những người ở trong tổ đình thân tộc đó mới tìm những vị thầy nổi tiếng để mà trị bệnh cho Đức Thầy. Thì câu chuyện rất là dài để Hồng Định chia sẻ cho mau đó. Thì khi gần nghe nói ở trên núi Trà Sư, ở tại nhà bàn An Giang, có một vị đạo sĩ gọi là ông Đạo Sơm, chuyên trị về những cái căn bệnh như là bệnh tà ma này kia. Thì lúc đó Đức Thầy bị bệnh cũng không có ai rõ nguyên nhân, nguyên gốc hết vậy. Nên chi đã ông Út Quốc, tức là chú của Đức Thầy đó, em Đức Ông đó, mới nói với Đức Ông là ở trên núi Trà Sư có một vị chuyên trị bệnh như thế đó. Nên chi bàn tính xong mới là đưa Đức Thầy lên núi Trà Sư này để mà trị bệnh. Thì quý vị biết rằng đó, khi mà đến nơi rồi, ông Đạo Sơm ổng nhìn Đức Thầy. Và có điều đặc biệt đó, ông nói là nhìn Đức Thầy không giống như những người bị bệnh. Nhưng mà gia đình cũng như Đức Ông, Út Quốc đó mới nói nguyên nhân Đức Thầy bệnh như thế đó. Thì ông Ba Nhật ổng cũng gọi là trị thử. Khi mà ông vô ổng gian giá xong, ổng mới đem một cái cây sơm ra. Quý vị biết rằng cây sơm này mà ông Đậu Sơm dùng để mà trị những cái căn bệnh tà ma đó, sơm vào người là tà ma đều sức ra liền á cô chú anh chị. Thì khi mà đến nơi đó, ông Đậu Sơm ổng mới dùng cái cây sơm định sơm vào mình Đức Thầy. Thì Đức Thầy mới là điểm mặt với ông Đạo Sơm gần á, nói là tôi nói cho ông biết nha, tôi không có bệnh tà ma gì đâu mà ông đem sơm tôi. Mèn ơi, nghe đến đây thì ông Đạo Sơm ổng giật mình quảng hốt cô chú anh chị ơi. Ổng mới nói với là Đức Ông với ông Út Quốc đó, mới nói từ xưa đến giờ tôi trị bệnh chưa có một bệnh nhân nào đó mà dám điểm mặt tôi, mà hôm nay cậu Tư điểm mặt tôi
vì cái gốc hành bệnh này làm cho cậu Tư bệnh đó, là gốc này lớn lắm. Thôi ông cả đưa cậu Tư về đi, để chừng nào tôi tìm ra cái nguyên nhân trị bệnh được đó, thì lúc bấy giờ hãy đưa đức thầy đến đây. Quý vị biết rằng á, ông Đậu Sơm nói rằng những cái căn bệnh mà tà ma đó mà nhập vào xác đến gặp ông Đậu Sơm đó, là quản hồn là muốn sức thôi, chỉ cần lấy cây sơm sơm vào mình cái là tà ma sức chạy liền. Nhưng mà đến nơi đó đức thầy khác bao nhiêu vị, đức thầy điểm mặt ông Đậu Sơm mới nói: tôi nói cho ông biết nha, tôi không có bệnh tà ma gì đâu mà ông Sơm. Quý vị thấy không, một vị Phật mà hết sức là đặc biệt. Đây, bên tay trái của chú anh chị mình đó, là chúng ta sẽ đi vào cúng giếng gọi là mộ của ông Lê Nhật Long, gọi là ông Đậu Sơm. Còn ở đây đây là ở trên điện Quỳnh Long ha. Một điều đặc biệt màu nhiệm là khi sau này đức thầy đó khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo xong, thì ông Đạo Sơm có xuống đến quy y với đức thầy, và một thời gian thì ông mất luôn. Quý vị nè, để là ông viên tịch vào ngày 9 tháng 12 năm 1939 là kỷ mão, là ngay năm đức thầy khai sáng đạo. Đức thầy khai sáng đạo vào ngày 18 tháng 5 ha. Tháng 5 tháng 9 là có 4 tháng đúng không quý vị? 4 tháng. Dạ Nam Mô Đạo Phật, kính thưa quý vị. Dạ con kính trình ông Đạo Sơm, pháp danh là Lê Nhật Long. Thì hôm nay con cũng đến đây để quay chia sẻ bà con mình xem, cũng như xin phép nói đôi nét về cuộc đời của sư ông, cũng như muốn chia sẻ đến bà con mình câu chuyện về đức thầy trở về đây trị bệnh. Thưa cô chú anh chị, trước mặt quý vị đó là bia mộ, phần mộ của ông Lê Nhật Long, tức là ông Đạo Sơm. Ông sinh vào năm 1862 và viên tịch vào ngày 9 tháng 12 năm kỷ mão 1939, hưởng thọ 77 tuổi. Vậy thì khi mà đức thầy mới điểm mặt ông Đạo Sơm mới nói như thế, thì ông Đạo Sơm á, ông mới nói với đức ông đó, ông nói là từ lúc tới giờ chưa có bệnh nhân nào mà dám điểm mặt nói tôi như thế. Thì cái gốc hành bệnh của cậu Tư ở đây quá lớn. Và ông cho biết là khi nào cậu Tư ra làm thầy thiên hạ thì bệnh này tự nhiên hết. Nghĩa là nói sau này cũng như đến ngày mà đức thầy khai sáng đạo cô chú thì bệnh đức thầy hết. Quả thật ăn sai, căn bệnh kéo dài triền miên cho đến ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão 1939 vào lúc 6 giờ chiều đầu giờ Dậu, thì đức thầy làm lễ cáo hoàng thiên trình với thiên đình và cung nghinh đức ông đức bà ra minh chứng cho ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo chính thức. Và khi mà đức thầy khai sáng đạo vào ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão 1939, lúc bấy giờ đức thầy hoàn toàn không còn bệnh nữa vậy. Nó điều lạ thay ha, không còn bệnh nữa. Vì thế mới đúng với lời ngài của ông Đạo Sơm cho biết là khi nào cậu Tư làm thầy thiên hạ thì bệnh sẽ khỏi, không cần trị ha. Thì khi mà ông Đạo Sơm nghe đức thầy khai sáng đạo xong đó, và thời gian cũng trong năm 39 đó, trước khi ông viên tịch, ông được may mắn đến và quy y với đức thầy. Bởi vì quý vị biết rằng cái duyên lành đó, khi mà gặp gắn kết với nhau và sẽ không mất. Đức thầy cho biết là duyên lành gõ được hồn điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì khi ông quy y với đức thầy trong năm 39 không bao lâu, thì đến ngày 9 tháng 12 tháng chạp đó quý vị, thì sư ông Đạo Sơm ông đã viên tịch. Thì quý vị biết rằng đây là một cái sự mầu nhiệm, cái sự mà duyên gắn kết giữa đức thầy và ông Đạo Sơm. Đại ý câu chuyện là như thế. Thì lên trên thì chúng ta sẽ có xem được những cái bức tranh, bức ảnh cái giai đoạn sau này, phần 2 đó, đức thầy trở về ông Đạo Sơm ông trị bệnh thì như thế nào. Thì kính mời quý vị cùng với Hồng Định chúng ta lên đó, mình sẽ xem quang cảnh nơi bộ già đức thầy đã ngồi tịnh, cũng như em sẽ chia sẻ cái câu chuyện còn phần tiếp theo nha. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Phần mộ của ông Đạo Sơm nha quý vị. Thì giờ đây thì em xin kính mời tất cả cô chú anh chị cùng lên trên điện Quỳnh Long ha, mà nơi đức thầy đã ở trên đó có thời gian ngồi tĩnh trên đó, cũng như ngài đã trở về đây trị bệnh. Và ở trên đó thì ngoài đây một tí là gọi là có bàn chân in vào đá mà bà con mình kêu bằng bàn chân tiên đó ha. Nơi đây là có tượng mẹ Hiền Quan Thế Âm. Thường ở núi Non Chùa Chiền thì có tượng mẹ Quan Âm á,
Tại vì mẹo âm là lòng từ bi phát đại nguyện cứu độ chúng sanh. Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn này kia, mình thành tâm cải hối ăn năn, niệm danh hiệu của Ngài, thì Ngài sẽ dùng phương tiện quá độ để mà cứu chúng ta qua những cơn tai ương, nước lửa ha, gọi là những đại nạn đó. Thì Đức Thầy cũng dưng năm sắc lệnh, trong đó có sắc lệnh của mẹ Quan Thế Âm là lệnh Quan Âm dạy bảo khùng tròn cho bổn đạo gõ nguồn chân lý. Hay là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên tai giáo truyền. Ta lội lên vài cái dốc nữa là mình sẽ tới Điện Quỳnh Long. Đây thì mình lội lên núi một tí, lên dài cái dốc là tới. Điện Quỳnh Long, di tích nơi Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ở đây bước vào thì chúng ta thấy có một cái bảng Đây là bộ giạc của Đức Thầy. Thì cũng tuyên truyền kể rằng Đức Thầy khi xưa ở bộ giạc này ngồi tịnh nha cô chú. Dạ, chào cô. Dạ. Đây gọi là một thánh tích của Đức Thầy của chúng ta ha. Ở đây là ở bên trong chánh điện để thờ các chư vị sơn thần cũng như cửu quyền thất tổ. Ngay phía trước là có thờ cụ Nguyễn, vị anh hùng dân tộc quý vị, rồi Đức Thầy của chúng ta nên ngôi Tam Bảo. Bên đây là bàn thờ của ông Đậu Sơn là Lê Nhật Long. Dạ, chào cô. Đỉnh phải không? Dạ, con đỉnh. Con cái clip của con ngoài. Cái đầu thái mà thưa cô chú anh chị, đây là những cái bức tranh vẽ về lúc mà Đức Thầy trở về đây trị bệnh đó quý vị. Đây là cái quang cảnh trên đây rất là rộng, rất là mát nha cô chú anh chị. Nay cũng có gặp mấy cô nãy đâu đi cúng cô? Long Xuyên, dạ, An Giang. Rồi tiếp tục thì em sẽ chia sẻ câu chuyện phần tiếp theo. Thưa cô chú anh chị, khi mà ông Đậu Sơm, Đức Thầy đã điểm mặt như thế đó, thì Đức Ông với ông Út Quắc mới đem Đức Thầy trở về để mà cho ông Đậu Sơm tìm ra cái căn bệnh, cái nguyên nhân, để mà khi mà tìm ra căn bệnh nguyên nhân rồi thì sẽ đưa Đức Thầy trở lên trị bệnh tiếp. Thì một thời gian trở về sau đó thì Đức Ông mới đưa Đức Thầy lên ở tại Điện Quỳnh Long này để mà nhờ ông Đậu Sơm trị bệnh. Thì khi mà đến nơi rồi thì ông Đậu Sơm ông mới là tắm rửa sạch sẽ, ông mới ngồi trên một cái tảng đá này để mà ông tịnh, gọi là ông cầu nguyện để mà nhờ các chư vị sơn thần về hộ trị bệnh tiếp cho ông. Tại vì khi mà những cái căn bệnh đặc biệt á thì ông Đậu Sơm gọi là bó tay đó, thì ông sẽ nhờ các chư vị sơn thần. Khi mà ông cầu nguyện xong đó vị thì đi vào bên trong ha, là chỗ Đức Thầy đang nằm cái giạc hồi nãy đó, thì ông Đạo Sơ mới nhìn thấy là bốn vị sơn thần, gọi là chư thần đó, tướng tá rất là to lớn và trang nghiêm, hào quang rất là sáng rực, và mới từ ở ngoài đi vào bên trong và đến nơi
cái phần gọi là bộ vạc đó, chỗ đức thầy nằm, bốn vị mới phanh tay đứng hầu. Mẹ ơi, ông đầu sơ ông mới giật mình rồi. Ban đầu á, ông thấy chư vị sơn thần về tưởng là đã cảm ứng được cái lời mà ông đã lên đó ngồi thiền ngồi tịnh để mà cầu nguyện. Nhưng mà không ngờ khi mà đi vào điện Quỳnh Long rồi, các vị này mới đi đến nơi đức thầy và phanh tay ha, phanh tay đứng hầu đức thầy. Thì ông đạo sơ ông biết là đức thầy không phải là một người phàm bình thường, là một vị đắng ơn trên lâm phàm xuống cứu độ chúng sanh. Nên chi ông đạo sơ ông mới nói với ông quản hồ, ông nói với gọi là biết không ạ, nói thôi ông cả ơi, đem cậu Tư về đi, cái phần xác của cậu Tư cái gốc lớn lắm, chừng nào mà cậu Tư làm thầy thiên hạ đó thì không còn bệnh tình nữa đó. Thì khi mà không trị được bệnh đức thầy mà gặp những cái sự mầu nhiệm, những vị sơn thần về như thế, thì ông bó tay và đức thầy được đưa về tổ đình. Hồi nãy chia sẻ đó, một thời gian sau cho đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, khi mà đức thầy ra đời khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo á, thì căn bệnh của đức thầy gọi là không trị mà hết, rất là mầu nhiệm. Và nơi đây đã còn lưu lại bộ vạc của đức thầy. Đây nè cô chú anh chị. Ha, rất là mầu nhiệm luôn. Bởi vì nơi đây đó là gọi là thánh tích của đức thầy. Dạ, cô ở Long Xuyên ha. Nãy hỏi cô đó. Dạ. Nay mình có duyên mình trở về, gọi là đây là thánh tích của đức thầy ha, trở về đây đức thầy trị bệnh. Em này nè, bình an có duyên lắm, dễ thương lắm. Mà bình an cô á, coi trong cái YouTube đó, con quay lên là có cô coi à. Dạ. Mới về bấm vô kênh Hồng Định á, con có quay lại nè, quay chỗ đức thầy đây nè. Dạ Hồng Định ha. Dạ Hồng Định. Dạ mấy cô về đó hả? Ừ, mấy cô đi nữa con. Rồi, chúc mấy cô về sức khỏe nha. Đi học quá nay con. Dạ, tinh tấn trên con đường đạo hạnh để chờ đức thầy trở về. Nam mô Phật. Đây cái mấy cô này ở Long Xuyên. Chán nghe nha con. Chân tu trên trán có lần điển quang. Cảnh ở đây rất là mát, rất là thoáng luôn quý vị. Điện Quỳnh Long. Bây giờ thì Hồng Định sẽ di chuyển lên trên bàn chân tiên. Các cô chú anh chị, ở vùng An Giang Bãi Núi thì có rất là nhiều nơi lưu dấu bàn chân mà bà con mình kêu là bàn chân tiên. Tại vì bàn chân này rất là to ha, rất là to lớn chứ không phải như là những cái bàn chân thường. Thì có người nói sau những cái câu chuyện tâm linh liên quan vùng An Giang thì không có gì lạ, vì tại vùng đây khi xưa đó là những vị Phật tiên, những vị tu hành ta trở về dùng đất gọi là linh thiêng nhiều, ở đâu cũng vậy hết ha. Thì cái thời kỳ mà văn minh vật chất con người chưa phát triển về nhiều đó là cái thời đó là gọi là thời quyền di. Cho nên có người hỏi tại sao mà thời Đức Phật khi xưa có thần thông, có phép thuật này kia mà tại sao thời bây giờ không có. Tại vì thời xưa người ta tu, người ta ngộ đạo với cái thời quyền di, nó không có văn minh, không có phát triển, không có loạn lưng lưng thường như bây giờ. Cho nên thời đó là thời gọi là thần thông, chúng ta thường thấy phép thuật chúng ta có ha. Còn thời bây giờ thì xã hội phát triển văn minh rồi, những cái vấn đề tâm linh thì nó thì sẽ bị hạn chế. Nên chi á, ông bà ta có câu rất là hay, gọi là thời kỳ gọi là nếu mà âm thịnh á, thì dương si, đúng không? Còn dương si thì âm thịnh. Cũng không có gì lạ hết vậy. Khi qua hết cái thời kỳ này rồi sẽ đến cái thời kỳ thượng nguồn, thì thời kỳ gọi là quyền di chúng ta sẽ thấy phép thuật thần thông này kia gọi là nó trở lại. Được chúng chị không? Đây để bàn chân Phật, có người kêu bàn chân tiên. Đó. Đây chỗ mũi tên lên nè. Có năm cái móng đó in vào đá đó. Cái đó thì chiều lên chắc cũng cỡ mấy tấc đó vậy ơi. Mấy tấc ta? Cỡ 6 tấc à. Bề ngang chắc cũng cỡ trên chắc cỡ 3 tấc. Những vị người ta tu tiên, người ta luyện phép á, người ta đi người ta đạp vào đá tới đâu thì đá lúng tới đó. Cũng như cũng có thể là các ngài lưu dấu lại cho chúng sanh cái thời kỳ văn minh này đó, để mà tin tưởng rằng có trời Phật ha. Chứ chúng ta đa số những người mà sống theo cái thời kỳ văn minh, ta nói thời đại 4.0 rồi, làm những có vấn đề tâm linh, thì chúng ta gọi là mình quỷ bán đi những cái vấn đề quyền di. Vật chất có, tâm linh có, cho nên là mình hiểu là cần hiểu là phải cả hai, chứ không cái nào tuyệt đối hết.
Đây là cô chú anh chị mình thấy không? Cái bàn chăn đó, người ta sơn nước sơn vàng vô cho mình dễ thấy á. Nè, bắn sâu vào bên trong nè. Rồi em sẽ quay tổng quan nơi cái vị trí. Nơi Điện Quỳnh Long, nơi ông Đạo Sơ mở tu hành, cũng như nơi Đức Thầy trở về đây trị bệnh, hay cô chú anh chị. Ở đây thì lúc nào cũng có bà con, bổn đạo tín đồ trở về đây cúng để mà nhớ lại thánh tích của Đức Thầy. Ở dưới đó là ở dưới chân núi á, hướng đi ra chợ Nhà Bàng. Dạ giờ thì em sẽ vào bên trong quay cho vị mình xem là có một da chăn hay là da gắn gì đó. Cụ da này rất là lớn luôn quý vị ơi. Người ta bỏ trong cái lọng kiến nè. Cô bác chị theo. Cái này là da gì thì cô chú chị mình coi thì nhớ bình luận cho Hồng Định biết ha. Này chắc da chăn hay da cắn gì mình không rõ nè. Tại lúc giờ mình chưa có thấy da khô như thế. Rồi. Ngoài toàn cái quang cảnh này Điện Quỳnh Long. Một lần nữa sẽ kết thúc video ha cô chú anh chị. Đây là gắn liền với câu chuyện lịch sử rất là đặc biệt liên quan đến Đức Thầy và Hồng Đạo Sơn. Bộ dạng của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Rồi đến đây thì Hồng Định xin tạm kết thúc video nha. Đã chia sẻ về những cái câu chuyện đá lăn trên núi Trạch Sư và liên quan về lịch sử của thánh tích Đức Thầy và ông Đạo Sơn. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để đón theo dõi những video mới của em nha. Dạ Nam Mô Đà Phật. Chúc cho quý vị luôn sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.